Khoa có hai điều là vợ là phải cưới Thảo Vi, còn nếu mà được đóng chính một cặp thì phải đóng với Tú. À, anh Mạc Văn Khoa và anh Tú đã chơi với nhau rất là lâu. Nhưng mà cho Vương Ly hỏi một chút xíu, ngoài việc là bên ngoài đời mình chơi với nhau rồi thì mình đã từng hợp tác với nhau trong nhiều phim hay chưa? Và trong cái bộ phim này mình có thấy là cái độ ăn rơ của mình nó cao hơn nhiều hay không ạ? À? Tú với Khoa nếu mà ở trên điện ảnh thì có hợp tác rồi. Đó, phim Cô Lại Vợ Bầu. Nhưng mà hai anh em thì lại khác tuyến với nhau. Thậm chí đi quay không gặp mặt nhau một ngày nào hết. Nếu như mà mình không biết cái vai đó là Mạc Văn Khoa đóng thì chắc là mình cũng không biết là Khoa có đóng phim trên cái đoàn, trong cái đoàn mình đang quay nữa cơ. Thì đã từng hợp tác rồi và anh em trước đó thì cũng đã từng làm một cái phim ngắn chiếu trên truyền hình. Thì cũng đã biết, đã hiểu được cái dơ diễn của nhau rồi. Nên là khi mà vào cái vai này thì mình hiểu bạn mình mà. Nhưng mà không ngờ rằng từ cái thời gian mà khoảng thời gian Cô Lại Vợ Bầu và đến khoảng thời gian này hai anh em trưởng thành hơn rất là nhiều. Nên là khi mà diễn thì mình cũng phải làm lại, làm quen lại. Tại vì bạn mình đã lên tay rất là nhiều rồi, không còn phải như ngày xưa nữa. Bộ phim này là cái cơ duyên là cùng với anh Hòa ăn bún đậu tại quán của Khoa. Sau đấy thì ấp ủ cũng 3-4 năm rồi. Nhưng mà thật sự thì Khoa với Tú cũng chia sẻ đấy là hai thằng biết nhau và đóng chung với nhau là trong một bộ phim ngắn, bộ phim sitcom. Thì cách đây cũng phải tầm 4-5 năm rồi. Nhưng mà sau đợt đấy thì Khoa cũng tham gia một vài phim điện ảnh nữa và có những vai diễn và cũng có những lần đóng cặp. Nhưng mà thật sự để mà song hành cùng với một vai chính thì bản thân Khoa cũng mong muốn. Khoa có hai điều là vợ là phải cưới Thảo Vi, còn nếu mà được đóng chính một cặp thì phải đóng với Tú. Là cái đấy là cái mong muốn và kể cả nói với Tú rất lâu rồi. Thật sự là trước bộ phim này ấy, là Khoa có định làm một cái web trên kênh của Khoa và cũng nói với Tú là rất muốn là hai thằng đóng chung nhưng mà chưa triển khai, thì đang trong quá trình chuẩn bị thì bộ phim này tới thì quyết định dừng lại và hai thằng bắt tay nhau cùng với nhau cố gắng hết sức. Và thật chứ thì hai thằng này càng quay thì sẽ càng hiểu nhau hơn, và thậm chí có những cái phân đoạn mà cần nói cùng một lúc ấy thì là cha hai thằng chả phải cần ai đếm thì đấy là cùng nói đúng một câu thôi nhưng mà khớp. Vậy thì có khi nào ở trong đoàn phim mình có những cái cuộc tranh cãi không ạ? Cãi nhau to thì không có, nhưng mà tranh luận để mà đưa ra cái quan điểm của mình để mình chia sẻ thì nhiều lắm. Hầu như là tối nào với anh em cũng chia sẻ với nhau hết. Nhưng mà thực sự là khi anh Mạc Văn Khoa đóng chung với anh Tú á, thì mình có bị áp lực về cái nhan sắc này không ạ? Quay ngày đầu thì cũng áp lực, nhưng mà càng về sau thì mình cảm lực. Bởi vì thật sự trong một khung hình và đẹp trai thì chắc chắn là Tú đẹp hơn rồi. Nhưng mà cái đau nhất đối với anh là cái da em mà. Cái da anh nó càng ngày nó càng đen, mà Tú thì nó lại vẫn giữ được cái nét trắng của nó. Bởi vì cùng một khung hình mà thì phải như đánh sáng này, mình đang đánh sáng này thì phải đánh làm sao lên cho nó hài hòa nhất. Ví dụ tăng sáng để cho mặt anh nó sáng lên thì Tú nó lại bị lóa. Còn mà để cho Tú nó ở cái mức vừa, mức đứng đẹp thì anh này bị đen. Thế là càng ngày mà quay ngoài quan càng quay nó lại càng đen, càng quay càng nắng. Mặc dù uống thuốc chống nắng bôi liên tục nhưng mà không thể nào mà chịu nổi lại nắng nữa. Còn Phú Quốc mà. Thì cái đấy là cái mà khó khăn đấy. Vì hai thằng trong phim có những phân đoạn hai thằng cùng là vai sang, cùng là vai thành đạt, cùng là vai giám đốc ở nước ngoài. Nhưng mà nhìn thì mọi người sẽ nhìn Tú là nhìn ra tin liền. Còn nhìn anh thì anh phải cố gắng làm thế nào cái thần thái, cái cách nói chuyện rồi tất cả mọi thứ thì mình phải diễn nhiều hơn. Trước giờ thì các cặp mà trên điện ảnh của mình ấy, cặp mà nữ với nữ thì có, cặp nam đẹp, nữ đẹp có. Nhưng mà một cái cặp mà song nam mà đẹp xấu ấy thì cũng chưa, cũng hiếm. Sao mình cứ tưởng không, ý là đẹp và lạ. Đẹp và lạ thì cũng ít, cho nên là thật sự trong bộ phim này hai thằng cũng muốn mang tới một cái màu sắc, một cái cặp đôi gì đấy rất là thú vị gửi tới quý vị khán giả. Nhưng mà thực ra anh nghĩ là đàn ông đẹp cũng đâu phải để cho đàn ông ngắm đâu, đúng không? Không, không, không. Phụ nữ ngắm. Không, đàn ông đẹp là cho đàn ông ngắm. Bởi vì em có một cái phân cảnh em nhớ như thế này là ở trong cái bộ phim của mình á, có một cái phân cảnh là anh Tú không chỉ lừa đảo là các nhân vật nữ không mà lại có luôn cả nhân vật nam nữa. Thì không biết là mình có thể tiết lộ rõ hơn, cụ thể hơn về cái cảnh quay này hay không ạ? Tại vì cảnh đó là anh phải lừa anh Đại Nghĩa bằng nhan sắc, bằng thân thể. Thì đó là một cảnh quay rất là thú vị. Thì trước khi mà bắt đầu quay cảnh này thì anh và anh Đại Nghĩa có được gặp nhau và bắt đầu hai anh em ngồi phá ra để làm sao cho nó thú vị nhất, cho nó cảm giác như là tự nhiên nhất. Mọi chuyện gần tới rồi nhưng lại không tới được, nó như một cái dây thun cứ kéo ra co vào trap đúng không ạ? Nhưng bọn này trap đúng không? Đúng. Tất cả mọi người đều biết rằng anh Đại Nghĩa cũng là một người rất là giỏi về cái nghề của mình rồi,
Thì khi mà có được anh Đại Nghĩa vào thì bản thân mình cái cảnh nó sẽ trở nên chắc hơn, từng mảng miếu một nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cũng rất là vui, lúc quay thì hai anh em cũng khá là nhiều kỷ niệm. Tại vì anh Nghĩa là một người xả thân lắm. Cái người của anh là trắng, nhưng mà anh ấy muốn là anh là một người nó đen hơn, nó bụi bặm hơn, nhìn nó có một cái nét gì đó. Thế anh mới phun đen hết cả người luôn. Và anh dám một cái hình xăm ở đây. Thì những cái chi tiết nhỏ đó thôi là mình đã rất là thích anh Đại Nghĩa rồi. Vậy thì thực ra để mà chuẩn bị tinh thần vào vai diễn cũng như là trong từng set quay như vậy á, liệu rằng là tất cả mọi thứ nó có nhanh như những gì các anh nói hay không? Hay là mình phải chuẩn bị như thế nào? Thời gian đầu khi những 1-2 ngày đầu bấm máy thì mấy anh em cũng chưa có quá ăn dơ đâu. Nhưng tất nhiên là vẫn có sự ăn dơ nhất định, nhưng mà nó không đến mức nó gọi là độ chín mùi. Thì mình cố gắng mình sau đó, như anh đã chia sẻ là cứ mỗi lần đi xong đi về là mấy anh em đều ngồi tâm sự với nhau. Thậm chí là những cái hôm nào mà hai mấy anh em không quay á, thì mấy anh em lại bắt đầu ngồi gọi đồ ăn về ăn uống, và ngày nào cũng ngồi tâm sự chia sẻ với nhau. Và chính những điều đó nó tạo nên cho nhân vật Tú và Khoa càng ngày càng ăn dơ. Vậy thì trong quá trình quay thì mình có gặp những cái cảnh nào mà mình cảm thấy khó khăn, hay là những cái chuyện gì mà mình cảm thấy tới bây giờ mình vẫn nhớ không ạ? Chắc là cảnh ấy thôi nhỉ? Cảnh bãi biển. Chẳng có một cảnh trong phim, có cảnh mà 4 nhân vật ngồi tâm sự với nhau để mà khán giả hiểu được cái hoàn cảnh của 4 nhân vật. Quay 3 ngày mới được một phân đoạn, nó mưa ở Phú Quốc 2 ngày, sau đấy thì mình rời bối cảnh ra tới Vĩnh Hy vẫn gặp mưa từ sáng tới lúc 3 giờ mấy chiều ấy. Thì anh còn nhớ anh mặc cái áo mưa, anh đứng trên hòn đá, anh nói ông trời ơi, ngày thứ 3 rồi tạnh đi, tạnh mưa đi cho tụi con quay, là xanh sau câu đấy là trời nó mưa to hơn. Nhưng mà may làm sao nó mưa được tới hơn 3 giờ thì bắt đầu nó tạnh, thì lúc đấy thì chỉ còn vài tiếng thôi để mà hoàn thành xong cái phân đoạn đấy. Nhưng mà thật sự thì cũng nhờ hai lần trước cho nên là anh em cũng nhẩm thoại, cũng ngấm ngầm hết cái tâm lý này kia rồi, cho nên là chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà phân đoạn đấy khi lên phim thì anh em coi cũng đã đạt được đủ cái cảm xúc của mình. Nhưng mà phim này có cái là bọn anh lại không ở Sài Gòn, thì bọn anh lại quay ở tỉnh và ở nước ngoài, nên là thành ra cái thời gian mà về gia đình thì nó lại ít hơn những cái phim khác. Ví dụ những cái phim ở Sài Gòn thì tối mình có thể mình về nhà, nhưng mình đi tỉnh thì mình đâu về nhà được, thì chỉ có gặp nhau bằng qua cái điện thoại, mình FaceTime sau khi mỗi cái cảnh quay xong thôi. Dù năm vừa rồi anh cưới, nhưng mà anh cũng cưới khá lâu rồi, mấy tháng rồi. Còn Tú thì vừa quay vừa cưới, nên là cũng kiểu là vợ chồng son đấy, mà vừa cưới xong lại phải xa nhau. Nhưng mà chung là khi mà mình đã làm một cái gì đấy thì sẽ cố gắng hài hòa. Mình cũng nói sẽ phải là hy sinh một chút xíu để mà tập trung vào vai diễn, bởi vì nó chỉ có hơn một tháng xíu để cho mình cố gắng hết sức thôi. Còn sau đấy thì mình có hối hận, mình có muốn làm lại thì cũng không được nữa. Vậy thì nhờ anh Khoa, thì anh Bảo Khoa, thì Vương Ly có để ý thấy một cái câu anh nói là trong quá trình mà quay phim thì cái thời gian đó cũng là thời gian vừa quay vừa cưới. Thì không biết là khi mình đóng những cái cảnh nóng như vậy thì vợ của mình ở nhà có ghen không ạ? Tú thì may mắn được một cái là Nhi cũng là xuất thân từ một diễn viên, và hai người đều là ở diễn viên kịch cùng trong một sân khấu, mà thế nên mình hiểu được cái đặc thù của cái nghề của mình. Tất cả mọi người khi mà Tú và Nhi đều nhận một kịch bản chỉ muốn làm sao tốt nhất cho vai diễn, tốt nhất cho phim, chứ không có ghen đâu. Mà hơn nữa trong phim Tú làm đóng với các anh chị của mình, toàn chị Vĩ Dạ này, chị Dạ này, chị Duyên, anh Nghĩa, toàn những anh chị của mình, nên có sự bảo kê nhẹ đúng không ạ? Một điều thực tế mọi người hay đặt ra câu hỏi đó là thực ra phim Việt Nam của mình không phải phim của anh Mạc Văn Khoa và anh Tú là đầu tiên làm nói về những cái câu chuyện hài, mà có rất nhiều bộ phim khác. Thì mọi người hay sợ một cái lối mòn cũ đó là bộ phim đúng là hài hước thật đó, nhưng mà nhiều khi xem trailer không thôi thì nó chưa đủ. Mọi người sẽ đặt ra một cái chấm hỏi rất là lớn là về nội dung của phim. Vậy thì nếu như bản thân của chúng ta bây giờ có một điều muốn chia sẻ đến cho khán giả thì mình sẽ nói điều gì để mà cho khán giả cảm thấy là vô cùng thích thú và mong chờ về bộ phim này ạ? Hay hay không mà tùy vào gu mỗi người, nhưng mà Tú dám cam kết rằng đây là bộ phim coi được. Tại vì mình khiêm tốn một chút thì mình nói coi được đối với tất cả mọi người. Tức là mọi người vừa hài có và tình huống cũng có. Nó có rất là nhiều màu sắc ở trong phim. Và Tú và Khoa đã xem rồi nên là mình mới dám tự tin mình nói như vậy. Khi làm tất cả những vai diễn, những bộ phim gì, mình phải có cái giá trị của nó.
Thứ nhất, đầu tiên, hài là có giá trị rồi, mang tới những phút giây vui vẻ cho quý vị khán giả. Và thứ hai nữa thì đằng sau tiếng cười đấy, bộ phim đây là có giá trị. Thứ nhất là về tình bạn. Mặc dù chỉ là bốn người lừa đảo thôi, nhưng mà cuối cùng cuối phim mọi người nhận ra đây là một nhóm bạn chơi rất với thân với nhau, mặc dù cách xa về lứa tuổi, cách xa về hoàn cảnh. Mình gắn kết rồi cuối cùng ra một cái nhóm bạn. Và giá trị là ở đâu cũng phải cần một cái nhóm bạn, một cái tình bạn của mình để mình vượt qua những lúc khó khăn. Nội dung của bộ phim, chốt lại một câu, còn tham là còn thua. Mình cứ tham tiền, mình cứ cố gắng kiếm hơn nữa thì mình sẽ thua.